Nơi Thanh Ly lại livestream khẳng định có bằng chứng Ngọc Trinh, Cao Thái Sơn ăn bám đại gia. Sau một ngày không viết, status, không livestream, cộng đồng mạng cứ tưởng rằng Nơi Thanh Ly đã chịu dừng lại sau khi được bố khuyên ngăn. Nào ngờ khi đồng hồ vừa bước qua ngày mới 25 tháng 4, Nơi Thanh Ly lại xuất hiện, mặc đồ ngủ và cười, nói một cách đầy phấn khởi. Mở đầu livestream, Nơi Thanh Ly nhiệt tình chào hỏi mọi người và đang dự định sẽ hát giao lưu. Đáng chú ý, khi có một cư dân mạng thắc mắc về chuyện nghi vấn Nơi Thanh Ly bị gia đình kiểm soát Facebook thì nam ca sĩ liền khẳng định không ai kiểm soát được anh hết. Đặc biệt, trong khi Nơi Thanh Ly đang hát hò theo thì có người bình luận yêu cầu anh hát bài của Cao Thái Sơn. Nơi Thanh Ly liền đáp lại một câu không liên quan. Anh không hát bài của Cao Thái Sơn vì Cao Thái Sơn không biết sáng tác. Nơi Thanh Ly cho biết cả ngày hôm nay anh không online là vì có nhiều công việc cần phải giải quyết. Còn vụ kiện của Ngọc Trinh và Cao Thái Sơn đã có luật sư lo, đối với anh đó chỉ là chuyện bé xíu. Nam ca sĩ khẳng định bản thân rất bận rộn, lao động vất vả bằng trí óc chứ không ăn bám đại gia như Ngọc Trinh và Cao Thái Sơn. Nơi Thanh Ly nói lý do mà Ngọc Trinh không dám chửi lại mình, trong khi thường xuyên đá đỉu, đá xéo nhiều người là vì anh đang nắm trong tay nhiều bằng chứng về cách sống sai của cô. Chỉ trước đó vài tiếng, Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp cũng đã livestream nói về lùm xùm kiện tụng với Nơi Thanh Ly. Trong lúc nữ hoàng nội y thông báo về dự án mới của công ty, một số fan đã hỏi cô về sự việc với Nơi Thanh Ly. Tuy nhiên, Ngọc Trinh tỏ ra không hề bận tâm đến chuyện này, vẫn giữ tinh thần rất vui vẻ và thẳng thắn nói: mấy hôm nay chị rất bận nên không có thời gian quan tâm đến những chuyện vặt vãnh đó, không nhắc tên nhân vật đó các bạn nha. Cũng trong cuộc trò chuyện này, Vũ Khắc Tiệp khẳng định các trang mạng xã hội mà Ngọc Trinh sở hữu hiện nay đang mang lại cho cô cuộc sống mà rất nhiều người mơ ước. Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh vẫn cập nhật các hoạt động thường ngày một cách đều đặn, từ đi chụp hình, đi dự sự kiện và chia sẻ lại những lời động viên của bạn bè, fan hâm mộ. Phản ứng của Ngọc Trinh cho thấy cô vẫn rất bình thản trước sóng gió mà Nơi Thanh Ly tạo ra. Hiện tại có rất nhiều người cảm thấy mệt mỏi trước những trò lố của nam ca sĩ. Đến bố của Nơi Thanh Ly cũng phải khuyên anh nên dừng lại trước khi mọi chuyện bị đẩy đi quá xa. Tuy nhiên, Nơi Thanh Ly lại phản ứng gắt gao và khẳng định sẽ không dừng lại và không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Ngoài đối đầu với Ngọc Trinh, drama của Nơi Thanh Ly còn có thêm những nghệ sĩ khác như Cao Thái Sơn, Xuân Lan. Dù liên tục phát ngôn sốc nhưng nam ca sĩ vẫn khẳng định không tạo scandal mà chỉ đang đáp trả lại những điều mình thấy không hài lòng. Nguồn cơn xuất phát từ việc Xuân Lan đăng đàn ẩn ý trên trang cá nhân hình ảnh hai tác phẩm Số Đỏ và Làm Đĩ của nhà văn Vũ Trọng Phụng được cho là ám chỉ Nơi Thanh Ly. Ngay khi được phan mách lại sự việc này, Nơi Thanh Ly tuyên bố sẽ bóc phốt Xuân Lan là người bẩn tính, chơi xấu mình khi anh vừa chân ướt chân ráo về nước. Tuy nhiên, nữ siêu mẫu cho biết sẽ không liên quan đến cuộc chiến của Nơi Thanh Ly và cũng không có ý định tham gia vào. Về phần Cao Thái Sơn, nam ca sĩ không né tránh mà chọn cách đối đầu gay gắt với Nơi Thanh Ly. Sau khi bênh vực Ngọc Trinh, Cao Thái Sơn bị Nơi Thanh Ly xúc phạm nặng nề bằng những từ ngữ khó chấp nhận như trai bao rẻ rách, thậm chí còn đe dọa gặp đâu đánh đấy. Ngay sau đó, Cao Thái Sơn chia sẻ bài viết của một người bạn bóc phốt Nơi Thanh Ly sống ảo. Căn hộ ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mà Nơi Thanh đang ở chỉ là đi thuê chứ không phải sở hữu. Resort sang chảnh ở Phú Quốc mà Nơi Thanh Ly từng khoe cũng chỉ là tài sản của bố dưỡng. Đặc biệt, người này còn tố Nơi Thanh Ly thiếu kiến thức đến mức nhận tòa thị chính Paris làm khách sạn nhà mình và giao bán với giá 2.500 tỷ đồng trong đợt Covid-19 vừa qua. Tuy nhiên, ngay sau khi Cao Thái Sơn có động thái bóc phốt thì Nơi Thanh Ly đã đáp trả ngay lập tức. Anh còn gọi Cao Thái Sơn và bạn là bọn điên, lũ ngu, đồng thời đăng ảnh ở bên trong căn nhà tại thành phố Paris đối diện tòa thị chính để chứng minh. Mọi chuyện bị đẩy lên đỉnh điểm trong buổi livestream sáng 23 tháng 4 của Nơi Thanh Ly và hai luật sư. Mở đầu, Nơi Thanh Ly khẳng định anh là người hiểu rõ luật và mỉa mai Cao Thái Sơn không là gì đối với mình. Nơi Thanh Ly tiếp tục dùng nhiều lời lẽ xúc phạm đối thủ. Anh gọi Cao Thái Sơn là rẻ rách, không bằng cái móng chân của mình. Đáng chú ý, Nơi Thanh Ly cũng tuyên bố khởi kiện ekip Ngọc Trinh 30 tỷ đồng vì thóa mạ, làm tổn hại danh dự, tinh thần của mình. Chỉ khoảng 30 phút sau, Cao Thái Sơn tiếp tục livestream và ẩn ý gọi Nơi Thanh Ly là kẻ du côn, mất dạy. Hiện hầu hết khán giả có vẻ đã chán ngán drama cực căng này và mong Nơi Thanh Ly dừng lại. Đừng lôi thêm bất kỳ nghệ sĩ V-Beat nào vào cuộc khẩu chiến vô nghĩa này nữa.